Quý vị và các anh em yêu audio trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, em xin đi vào test nhanh cho các bác một đôi loa đến từ đất nước Mỹ. Đôi loa Mỹ mang tên loa Big Venturi Model V830. Đôi loa này có thể ví von nó gọi là một em hoa hậu chân dài. Nói về thùng thành vách của em này đẹp không tì vết nên có thể gọi em nó là hoa hậu chân dài, thưa quý vị và các bác các anh em. Đôi loa này cao 1,05 m, sâu 30 cm, chiều rộng 28, trở kháng 8 ohm. Và đôi loa này có một cái cấu hình, nó sử dụng loa 3 đường tiếng. Thứ nhất ở phía dưới là một cái loa bát có đường kính 20, mang carbon gân cao su. Và ở phía trên cùng cũng là một loa lời. Loa lời này có đường kính khá lớn, rất lớn. Loa lời có đường kính lên tới 18. Và ở phía trên là một loa tép đồng nụa. Ở phía dưới đôi loa này nó phân chia ra làm hai ngấn trên một thân thùng loa nhưng vẫn liền phân khúc, liền khối, bởi vì ở phía dưới cái loa bát 20 có đường kính 20 này nó sẽ cho ra giải trầm, cho nên chính vì vậy đôi loa này tuy bé nhưng được bày bố ma trận ở dưới cái loa bát, tức là phía dưới cái loa bát 20 được bày bố ma trận trong lòng thùng. Và đằng sau của đôi loa này nó có tới hai cái lỗ thông hơi rất khủng và to. Và đặc biệt đôi loa này có một cái mức giá thành rất dễ chịu để cho anh em chúng ta chơi, sở hữu tiếng cực kỳ chất và hay. Đôi loa này có giá là 6.600.000 đồng, thưa quý vị và các anh em. Đôi loa, xin nhắc lại, đôi loa Big Venturi V830 đến từ Mỹ, dòng này được sản xuất tại Mỹ. Chiều cao, chiều rộng, chiều sâu em vừa đã giới thiệu và giá của đôi loa cũng vừa được mới báo cho anh em chúng ta biết là đôi loa này có một cái mức giá là 6.600.000 đồng anh em nhé. Đẹp mỹ mãn, cực kỳ đẹp, e căng không bị bục hay lở bất cứ một chỗ nào, còn thành vách của đôi loa thì miễn bàn luận anh em nhé, quá đẹp. Và ngay bây giờ em xin đi vào test âm thanh cho các bác nghe một cấu hình đôi loa Big Venturi V830 em đang phối ghép với đôi loa này, với lại một chiếc âm ni đà lông BMA 940V, dòng âm ni huyền thoại. Và dám đảm bảo với quý vị và các bác anh em rằng chiếc âm ni này là chiếc âm ni hàng siêu đẹp, siêu zin, giá bao siêu rẻ ở bên ngoài. Các bác hãy vào kênh YouTube tra ra, đánh là âm ni đà lông 940V, và các bác hãy nên nhớ rằng khi các bác đánh những model ra, các bác phải so với những cái thời điểm hiện tại nhất. Xem ngày tháng người ta đăng là ngày nào và tháng nào, năm nào. Các bác nhé, hãy lưu ý khi chúng ta phân vua những sản phẩm. Nhiều ông bác vào bảo là cái đôi loa này nó bán mới có 3 triệu hay là 5 triệu, nhưng biết đâu người ta đăng đến mười mấy năm. Thưa anh em, và các bác phải lưu ý những cái ngày tháng người ta đăng. Đặc biệt những cái video của em đăng thì em đã báo rõ ngày tháng ở ngay đầu clip. Ví dụ ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm nào. Và giá sản phẩm hiện tại nó là bao nhiêu. Và giá của chiếc âm ni đà lông BMA 940V này em dám đảm bảo trong thời điểm hiện tại đây là rẻ nhất, giá trong thời điểm này. Và ở trên kênh YouTube người ta bán là toàn dao động về tầm độ 16 triệu trở lên các bác nhé. 16 triệu trở lên, tức là ai bán rẻ nhất cũng phải là 16 triệu trở lên. Còn em bán cho quý vị và các bác các anh em với một cái mức giá là 13 triệu 500, đảm bảo siêu ngon, siêu bồ rẻ. Và xin đi vào nhấn mạnh, nói rõ cho anh em rằng hàng siêu đẹp và siêu zin anh em nhé. Siêu đẹp, siêu zin, nếu không zin, biếu các bác nhé. Xin nói rõ với anh em là như vậy. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và anh em cùng đeo tai phone để cảm nhận đôi loa Big Venturi V830 đánh với lại chiếc âm ni PMA 940V. Hey.
mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thơ. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ chúc yên lành đất.